Và Mai Như Huỳnh mến chào quý khách và khách thân mến ơi, thì hôm nay em có một cái chuyến xe mới vừa về luôn nha cả nhà, rất là đẹp luôn. Thì đây cả nhà, đây là cái cúc quý phi. Cúc quý phi loại này á là được 2,5 mùa cả nhà, gần 3 mùa. Và cả nhà xem nè, nó liền cốt 100% ha. Đó, cái gốc như thế này đây, và nuôi trong cái chậu 2. Đàn nhánh tùm luôn. Đó, chiều cao thì cũng khoảng cỡ là 40 cm cả nhà. Có cây thì cũng khoảng yếu 40 ha. Đây. Và đặc biệt là nó ôm nút nụ hết rồi. Đây là cúc quý phi. Đó, cúc quý phi một cái loại cúc hoa cũng dễ thương, hoa chùm nha cả nhà. À, mình về mình lấy bo được luôn hoặc là mình chơi tốt. Thì khi mà em ship bỏ chậu nha. Rồi cây như thế này ha. 225.000 một cây. Và một cặp á, thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Đó. Cả nhà thấy á, là đế nè, rồi cái chột nè nó cỡ như ngón áp út em ha. Rồi thân giữa nè. Đó. Và ôm nụ tròn vo hết trơn rồi. Cái loại này nếu như ai mà thích chơi Tết với cái mai cúc đó, loại này 2,5 mùa thì alo cho em ha. 225.000 một cây. Và 3 cây, 2 cây thì em sẽ bao phí. Đó. Tàn. Cả nhà thấy không? Rồi đây đây. Tiếp nha mọi người. Đó. Rồi em sẽ quay cho cả nhà tiếp theo có một cái lô giả Hữu Đức nữa. Thì đây là cái cúc quý phi. Số lượng thì cái này cũng có hạn nha cả nhà, nó cũng có tầm khoảng mười mấy cây thôi. Rồi trong đây là một cái lô này là đại lộc. Đại lộc này là 190.000 một cây nè cả nhà. Thì này cũng số lượng có hạn luôn. Đây cả nhà đó, rất là đẹp luôn ha. Thì đại lộc này nó đang ôm nụ chi chít rất là nhiều luôn, 2 mùa hơn đó. Nó thân giữa của nó này cả nhà, cái chột là cỡ như ngón ngón áp út và ngón giữa của Quỳnh ha. Lúc nào em cũng đo số cho cả nhà mình hết trơn á, thì mọi người gắn xem á là cái chột cái thân này với em nè đó. Rồi chiều cao thì cũng khoảng 36-40 cm ha. Đặc biệt là ôm nút nụ rất là nhiều để chúng ta đón Tết, và bộ rễ cũng cực kỳ đẹp luôn. Rồi 190.000 một cây và 3 cây em bao ship ha. Đó, đây khi mà đi thì em bỏ chậu nha cả nhà, em bỏ chậu. Rồi, em sẽ quay cho cả nhà mình xem vài bộ đế nữa nè. Đây. Đó. Đây là đại lộc. Nó nở cánh rất là đẹp nha cả nhà, nhiều nhiều cánh và hầu như các cái cánh nó bằng bằng với nhau. Đó, và nó to ha, nó cỡ 4 ngón tay em á. Rồi đây là đại lộc. Đây mọi người, bộ đế nó rất là đẹp ha cả nhà. Đó, nụ quá trời luôn, nó ôm nút nụ. Và nút nụ to như thế này thì hoa nó rất là bự và đẹp nha mọi người. Rồi bây giờ em tiếp lấy một cái lô này nữa nè cả nhà. Đây em chuẩn bị giao cho khách tỷ và lẻ ha. Thì cái lô này là lô giả Hữu Đức 8-12 cánh và Quỳnh quay là 3 mùa đó cả nhà. Đó, tàn nè, cả nhà thấy nó đang cái tàn nè ha, và nút nụ ôm để đón Tết. Rồi, đây, cây nè, có cây nó tròn vo như thế này luôn nè cả nhà. Đó, và đặc biệt là cái bộ đế là đế quái. Cái thân giữa của nó là cỡ ngón cái Quỳnh, là nhỏ hơn ngón cái Quỳnh tí xíu cũng có ha. Đây, như cây này cả nhà. Đó, đế quái nè, rất là đẹp ha. Thì cả nhà mình cũng thấy em quay một cái vườn khoảng 400 cây nha cả nhà. Rồi cái em sẽ trở về từ từ bởi vì cái chỗ em đóng hàng nó cũng chọc cả nhà. Đó. Cây như thế này là 180.000 một cây. Và 3 cây thì Quỳnh xin lỗi, 4 cây em bao phí vận chuyển cho mình. Đây cái đế nè cả nhà ơi. Rồi. Nút độ âm quá chừng luôn ha. Đó cái đế nè, đế quái nè cả nhà. Mỗi một cây thì mỗi một kiểu. Và hầu như kiểu nào cũng rất là đẹp. Mỗi người một ý thích, nhưng mà Quỳnh thấy là tất cả cái bộ đế á là nó quái quái như thế này nè. Nên là khi mà khách alo cho Quỳnh thì sẽ có được một cây ưng ý ha. Còn đây cả nhà, thấy nút nụ quá trời nè. Hầu như là cái lô này là củ nở cả nhà. Củ nở đế quái. Đó. Rất là đẹp luôn. Cây này có chiều cao cũng khoảng cỡ 40 cm nha cả nhà. 40 cm. Wow, rất là đẹp luôn ha. Thì khi mà em quay một cái chiếc xe xuống như thế này là em quay cũng khá nhiều cây á cả nhà. Cả nhà mình có thể nhìn được nhiều cái bộ đế nè. Đó. Em quay hầu như là rất là nhiều cây luôn. Đó.
đây mọi người. Cây á là nó cực kỳ cứng cáp, cả nhà thấy nè, em lắc luôn đó mà nó cây nó rất là cứng, cứng cây, cứng cành, cứng cốt cả nhà. Đẹp lắm nha mọi người. À, tầm này thì chúng ta nuôi lại hoặc là chúng ta chơi tết rất là thích hợp luôn ha. Thường thì người ta hay trồng ngô, hay trồng đắp mô cả nhà, hoặc là mình chơi tết trưng bàn với những cái cây như thế này cũng khá là xum xê luôn ha. Đó mọi người, cây cực đẹp nha, loại này ba mùa ha, ba mùa. Đây có những cái đế nè cả nhà, thân giữa cứng cáp. Và đế nó to, có cái đuôi nữa nè cả nhà. Rồi rất là đẹp luôn ha. Nói chung là hàng này thì nó đều như vậy nha cả nhà. Đó, nó không có trên với nhau nhiều ha. Nên là cây nó rất là đều, rất là đẹp. Rồi ai yêu thích thì alo cho em nha. Cây chỉ có là 180.000 một cây ha. 4 cây em bao phí vận chuyển và 10 cây thì em sẽ tặng cho cả nhà mình một cây. Đó. Rồi tiếp tới tầng thứ hai nữa nè. Rồi em xin kết thúc video ở đây, và khách thích loại nào thì alo cho em nha. Em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.